Có phải là nhiều bạn khi mà dùng camera hành trình đôi khi sẽ cảm thấy vị trí mà mình sử dụng cam bị thấp, muốn quay được những góc như mong muốn phải nâng người hay là nâng đầu lên rất là mỏi và bất tiện, ảnh hưởng tới chất lượng video đúng không nè? Hiểu được điều này nên là hôm nay mình muốn chia sẻ cho các bạn thông tin về những chiếc thanh nối thần thánh này đây. Đó là mau nối đồng trục, trái trục, xuôi hoặc là ngược chiều, được làm từ chất liệu nhựa ABS, cứng cáp, phù hợp với các phụ kiện dành cho camera hành trình, Ikon, GoPro, vân vân. Cách lắp thì vô cùng đơn giản, bạn chỉ cần lắp vào vị trí cần tăng độ cao của cam và cố định bằng ốc vít là được nè. Sản phẩm là một nghệ thuật, còn người mua là một nghệ sĩ đó nha. Muốn GoPro của bạn đổi chiều so với mao gài thì bạn sẽ dùng thanh nối trái chiều ngắn hoặc là dài. Còn muốn cùng chiều thì chọn thanh nối cùng chiều nha. Các bạn hãy cùng mình xem một số mẫu mình đã lắp sẵn nha.